Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 6 tháng 11 năm Nhâm Dần sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự khóa 9. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 thành công tốt đẹp. Suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng ngôi vị pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Suy cử hòa thượng Thích Thiền Nhân tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội chính biểu quyết thông qua bản tu chỉnh hiến chương giáo hội. Hải Phòng công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lại Sơn. Tiền Giang lễ huy kỵ đại lão hòa thượng Thích Tâm Chánh tại chùa Trường Phước. Quảng Nam, Phật giáo quận 4 thành phố Hồ Chí Minh hướng về miền Trung thân yêu, trao tặng 400 phần quà tại Nam Trà My. Sau đây, kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào 9 giờ sáng nay, ngày 29 tháng 11, hội nghị lần thứ nhất Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2027 đặt dưới sự chứng minh tối cao của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, đức quyền pháp chủ khóa 8 và chư trưởng lão ban thường trực hội đồng chứng minh khóa 8. Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch hội đồng trị sự khóa 8, trưởng ban chỉ đạo đại hội chính, nhị vị hòa thượng phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự khóa 8, hòa thượng Thích Thiện Pháp, hòa thượng Thích Thanh Diễu. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư tôn đức hội đồng chứng minh hội đồng trị sự khóa 9. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ nhất, hòa thượng Thích Thiện Nhân, trưởng ban chỉ đạo đại hội chính, trưởng ban nhân sự đại hội chính, nêu rõ căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc suy tôn hội đồng chứng minh, suy cử hội đồng trị sự. Vừa rồi, đại hội nhất tâm suy tôn bổ sung hội đồng chứng minh gồm 112 thành viên, nhất tâm suy cử hội đồng trị sự khóa 9 gồm 235 thành viên chính thức và 45 thành viên dự khuyết. Căn cứ hiến chương giáo hội, sau khi suy tôn hội đồng chứng minh, suy cử hội đồng trị sự nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu hội nghị lần thứ nhất của hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự để suy tôn ban thường trực hội đồng chứng minh, suy cử ban thường trực hội đồng trị sự. Thay mặt ban nhân sự, hòa thượng Thích Thiện Thống dự trình tôn danh chư tôn đức hội đồng chứng minh gồm 30 vị, trong đó 11 vị phó pháp chủ. Thay mặt ban nhân sự, hòa thượng Thích Huệ Thông dự trình danh sách ban thường trực hội đồng trị sự khóa 9 gồm 65 vị, trong đó hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng ban tăng sự trung ương, nhị vị phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự, hòa thượng Thích Thiện Pháp, trưởng ban kiểm soát kiêm phó ban thường trực ban tăng sự trung ương, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, phó ban thường trực ban tăng sự trung ương, cùng chư tôn đức phó chủ tịch, ủy viên thư ký, ủy viên thường trực hội đồng trị sự. Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng lấy biểu quyết các tờ trình suy tôn ban thường trực hội đồng chứng minh, suy cử ban thường trực hội đồng trị sự. Hội đồng chứng minh đồng tâm nhất tâm suy tôn đức trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị pháp chủ hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị nhất trí suy tôn ban thường trực hội đồng chứng minh, suy cử ban thường trực hội đồng trị sự. Hội nghị kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày trong niềm hoan hỷ của hội nghị. Thưa quý vị, sau 2 ngày đại hội, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội đã chính thức bế mạc trong niềm hoan hỷ của tất cả đại biểu tham dự. Đại hội đã thống nhất suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, ngôi vị đệ tứ pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thiền Nhân tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 10 giờ sáng nay 29 tháng 11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã diễn ra phiên bế mạc. Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết đại hội chính gồm 14 điều làm định hướng cho hoạt động Phật sự trong 5 năm, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt ban nhân sự đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự thông báo kết quả suy tôn Đức Pháp Chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, suy cử Ban Thường trực Hội đồng trị sự. Theo đó, Hội đồng chứng minh suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp Chủ.
Hội đồng trị sự suy cử Hòa Thượng Thích Thiện Nhân tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự Trung ương. Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký ban Tăng sự Trung ương, công bố tôn danh 30 chư tôn đức trưởng lão ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự trưởng ban Pháp chế Trung ương, công bố danh sách 65 ban Thường trực Hội đồng trị sự. Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm điều hành nghi thức suy tôn, ban nghi lễ thực hiện nghi thức suy tôn đức đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự trưởng ban nghi lễ Trung ương, chủ trì nghi thức suy tôn, tăng ni Phật tử hiện diện tại lễ suy tôn đã bày tỏ niềm tôn kính đối với Đức Pháp chủ. Dịp này, Đức Pháp chủ trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ khuyến khích tăng ni Phật tử tinh tấn tu hành để có được tuệ giác, soi đường cho chúng ta phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Ngài cũng gợi ý cho chư tôn đức lãnh đạo giáo hội tiếp tục cố gắng ra sức xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm vững mạnh, đồng thời tìm kiếm những nhân tố tích cực để thừa kế đảm đương Phật sự. Thay mặt lãnh đạo nhà nước, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Vũ Hoài Bắc, trưởng ban tuần tra chính phủ, tặng hoa chúc mừng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự đã thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Thay mặt đoàn chủ tọa đại hội, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự trưởng ban Tăng sự Trung ương, lấy ý kiến biểu quyết dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 gồm 14 điểm làm định hướng cho hoạt động Phật sự trong 5 năm nhiệm kỳ 9. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự Trung ương, trưởng ban tổ chức đại hội phát biểu bế mạc đại hội sau 3 ngày diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội với 1.091 đại biểu chính thức. Đại biểu hồi hướng và bế mạc đại hội trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và tràn đầy niềm hỷ lạc. Trong phiên làm việc chiều qua ngày 28 tháng 11, Đại hội chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức biểu quyết thông qua bản tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, hiến chương sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chấp thuận. Tại đây, các đại biểu cũng lắng nghe 16 tham luận của các ban viện trung ương, ban trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo được trình bày như thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0, Phật giáo Năm Tông Khmer trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa lịch sử vàng son, định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới, Hoằng pháp Phật giáo thời đại 4.0, vị trí và vai trò người cư sĩ Phật tử trong thời đại đất nước hội nhập phát triển, hướng phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam thời kỳ hội nhập phát triển của đất nước, Hoằng pháp tại vùng nông thôn thuận lợi và khó khăn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với công tác nhân đạo và bảo vệ môi trường, vai trò của ban điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Phật giáo Việt Nam tại Séc và châu Âu, kỳ cương để hoàn thiện bản thân là nền tảng của sự ổn định và phát triển giáo hội, đôi điều về giáo dục ni giới trẻ thời hội nhập, hoạt động của Phật giáo người dân tộc thiểu số từ suy tư đến việc truyền bá Phật pháp. Các tham luận đã trình bày những thành quả đạt được trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 8 và những khó khăn trong công tác Phật sự của ban, viện trung ương, Phật giáo các tỉnh, thành và hải ngoại. Vào cuối phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã biểu quyết thông qua hiến chương sửa đổi với 14 chương, nhiều hơn hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện hành 1 chương và 16 điều. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự, trưởng ban nội dung Đại hội 9 cho biết, việc tu chỉnh lần này để hiến chương thực sự phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động Phật sự cũng như sự phát triển của giáo hội trước điều kiện mới. Trước đó, bản dự thảo tu chỉnh hiến chương đã được gửi đến các ban viện trung ương 63 tỉnh thành và thông tin đến toàn thể tăng ni Phật tử cả nước góp ý. Tất cả ý kiến gửi về bản soạn thảo đã được tiếp thu và bổ sung phù hợp. Cũng theo báo cáo, đáng chú ý, hiến chương tu chỉnh quy định Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 4 cấp, bổ sung cấp cơ sở là ban quản trị tự viện và dành riêng một chương mới quy định về nội dung này. Hiến chương tu chỉnh lần này đã dành riêng một chương mới quy định về Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, chương 8. Hiến chương tu chỉnh cũng có quy định cụ thể về tài sản của tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tài sản của tăng ni.
kết thúc phiên làm việc thứ hai của Đại hội, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội 9 đã lấy biểu quyết trước Đại hội và thống nhất thông qua hiến chương sửa đổi lần thứ 7. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2022, tại chùa Lại Sơn, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho sư cô Thích Diệu Ngọc và lễ cung rước tôn tượng chư Bồ Tát Lăng Hán. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, cùng chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Lãng, Tăng Ni trụ trì các chùa tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận, lãnh đạo chính quyền và các cơ quan ban ngành. Chùa Lại Sơn là một ngôi chùa cổ, trước đây chùa thuộc thôn Dư Đông, sau đổi thành thôn Đông Cầu, xã Minh Đức, nay là khu 6, thị trấn Tiên Lãng. Theo thời gian, ngôi chùa đã bị xuống cấp trầm trọng và chật hẹp, không đủ không gian cho chư tăng và Phật tử tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh. Tháng 4 năm 2017, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương đã cung thỉnh sư cô Thích Diệu Ngọc về nhập tự và hướng dẫn cho bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh. Kể từ khi về nhập tự, sư cô đã cùng các cấp chính quyền, Phật tử, nhân dân xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Đến nay, công trình đã được khang trang, tố hảo. Chùa cũng tiếp tục xây dựng lại ngôi tổ đường, dự kiến sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Tục Phát, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Lãng đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lại Sơn cho sư cô Thích Diệu Ngọc. Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Thanh Giác lên trao quyết định trước sự chứng minh của đông đảo chư Tôn Đức Tăng Ni và sự chứng kiến của các cấp chính quyền Phật tử. Sau khi đón nhận quyết định, sư cô Thích Diệu Ngọc đã dâng lời phát nguyện làm tròn bổn phận của một tu sĩ dưới sự lãnh đạo của giáo hội, sống và làm việc theo đúng luật pháp của nhà nước, nguyện làm tấm gương mẫu mực để hướng dẫn cho bà con Phật tử tu học, làm cho cuộc sống đạo và đời ngày một tốt đẹp hơn. Dịp này, Hòa Thượng Thích Thanh Giác đã ban đầu từ nói lên vai trò trách nhiệm của một vị trụ trì. Hòa Thượng cũng căn dặn sư cô trụ trì hãy quản lý, điều hành các hoạt động của ngôi chùa theo đúng hiến chương của giáo hội, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước, phối hợp tốt các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội. Trước khi chính thức diễn ra lễ công bố quyết định, chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ cung rước tượng chư vị Bồ Tát, tượng La Hán và sau đó tổ chức lễ an vị tại chính điện chùa Lại Sơn. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương bạch Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được xương minh. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần, Ni sư Thích Nữ Huệ Ánh, trụ trì chùa Trường Phước, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cùng đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Chánh, nguyên thành viên Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, viện chủ chùa Trường Phước. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh và tham dự của chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư Tôn Đức Tăng Ni, các tự viện tỉnh Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử đồng câu hội tham dự. Nơi tổ đường, Thượng tọa Thích Trung Chánh thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành tuyên đọc tiểu sử cố Hòa Thượng Thích Tâm Chánh và ôn lại đôi nét về hành trạng đạo hạnh khiêm cung bình dị của bậc cao tăng Thạc Đức để hàng tăng ni hầu học cùng Phật tử làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Ni sư Thích Nữ Huệ Ánh thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời hoài niệm ân sư, tưởng nhớ giác linh hòa thượng, bậc tôn sư khả kính đã hết lòng tận tâm chỉ dạy cho ni sư từng bước trên con đường tu tập hành đạo nơi ngôi Trường Phước cổ tự này. Hòa thượng Thích Huệ Minh, ủy viên Hội đồng Trị sự, chứng minh Ban Trị sự, Ban Đạo từ, thành kính nhắc lại công hạnh một đời chân tu bình dị của cố Hòa thượng Thích Tâm Chánh, tán thán tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh và tâm nguyện dấn thân phụng sự Phật Pháp của Ni sư trụ trì chùa Trường Phước. Đại lão Hòa thượng Thích Nghiêm Phước, Húy Tâm Chánh, thuộc dòng Tế Thượng Chánh Tông đời thứ 43, sinh năm 1912 tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 1930, Ngài đến chùa Thiên Phước đảnh lễ Hòa thượng Pháp Long cầu xin xuất gia học đạo. Năm 1932, sau khi thọ đại giới,
Ngài cất bước vân du tầm cầu học đạo, giải ngộ thiền cơ. Năm 2002, trong lần Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ 5, Ngài được suy tôn vào hàng giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng Thâu Thần thị tịch vào ngày 26 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng 11 năm Tân Mão, trụ thế 99 năm, trải qua 79 mùa an cư kiết hạ, để lại trong lòng môn đồ tứ chúng niềm kính thương vô hạn. Buổi lễ tưởng niệm khép lại viên mãn sau nghi thức quá đường và cúng dường trai tăng của môn đồ Pháp Quyến. Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, tri ân đến các bậc tổ sư đã có công khai sáng, mở mang kiến tạo nên cảnh Già Lam trang nghiêm thành tịnh. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2022, tức ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại chùa Mật Đa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã trang nghiêm tổ chức dỗ tổ cố ni sư Thích Đàm Xuân. Về chứng dự có ni sư Thích Đàm Hòa, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, trưởng phân ban ni giới; ni sư Thích Đàm Thành, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh, phó phân ban ni giới, cùng chư tôn đức ni và đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa tham dự buổi lễ. Trong khung cảnh trang nghiêm, chư tôn đức ni và Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm, ôn lại cuộc đời và hành trạng, tri ân công đức của cố ni sư Thích Đàm Xuân đối với đạo pháp dân tộc. Sau khóa lễ, chư ni bổn tự cùng quý Phật tử dâng cúng phẩm vật, thiết lễ trai nghi, cúng dường lên quý chư tôn đức trong không khí trang nghiêm thành tịnh. Với tinh thần từ bi, chia sẻ khó khăn với bà con sau bão lũ, ngày 25 tháng 11 năm 2022, Thượng tọa Thích Minh Bảo, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cùng quý chư tôn đức tăng ni, Phật tử quận 4 đã đến thăm và trao tặng 400 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng mưa bão tại hai xã Trà Mai và Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước khi trao tặng quà, Thượng tọa Thích Minh Bảo, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Tại đây, đoàn đã trao tặng 250 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Mai và 52 phần quà cho bà con tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt. Được biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng để chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 9 2022-2027. Tham dự buổi trao tặng quà còn có Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Ngày 27 tháng 11 năm 2022, tại chùa Thanh Nghiêm, xã Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, được sự trợ duyên của sư cô Từ Đạo, Phật tử Diệu Huệ, Phật tử Thiện Diệu đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng đến bà con nghèo trên địa bàn xã Minh Thành. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Tịnh, trụ trì chùa Thanh Nghiêm, có lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn. Đây là sự trợ duyên rất cần thiết trong dịp cận Tết, cũng là tháng nhân đạo Việt Nam. Đại đức cũng có lời động viên đến bà con nghèo trên địa bàn, mong sao bà con sớm vươn lên có cuộc sống ổn định. Được biết, ngày 26 tháng 11, chùa Thanh Nghiêm cũng đã phát 160 phần quà cho bà con nghèo tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng. Và trên đường về ghé sông Bạch Đằng, tỉnh Bình Dương, phóng sinh 200 khí cá. Đây là những hoạt động ý nghĩa thường niên của chùa Thanh Nghiêm. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, chương trình thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an, Phật sự viên thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.